Dạ, xin thầy giải thích cho con thế nào là tục đế và chân đế ạ. Chân đế đó là sự thật tự nhiên, sự thật của mọi pháp như nó là, cái đó là chân đế. Còn tục đế đó là cái mà mình hình thành cái khái niệm, thì trong đó nó có hai loại khái niệm. Một loại khái niệm gọi là vật hay là dân vật hay là nghĩa khái niệm, tức là mình đặt ra cho nó một ý nghĩa, mình đặt ra cho nó một cái hình dạng, hình tướng đó. Thì thí dụ mình cho nó là tròn, mình cho nó là vuông, mình cho nó là thế này thế kia đó, đó là hình tướng, tức là giống như mình nhận dạng á, giống như nhận dạng vậy đó. Hoặc là mình đặt cho một ý nghĩa, thì cái đó là gọi là nghĩa khái niệm hay là vật khái niệm. Còn cái thứ hai á, là danh khái niệm. Danh khái niệm tức là mình đặt tên. Mình đặt tên cho nó là hoa cúc, mình đặt tên cho nó là hoa hồng. Chứ còn tổng thiên nhiên thì nó là như nó là thôi, chứ nó không có tên gì hết. Rồi mình đặt thêm cái nữa là ý nghĩa nữa là nói hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, hoa cúc là tượng trưng cho cái này cái kia gì đó. Cái đó là mình đặt ra, chứ còn nó không biết gì hết trơn. Từ nó là không biết nó là cái gì nữa. Nó chỉ như nó đang là thôi, chứ nó không biết nó là gì. Có những cái trong xã hội á, mình phải tạo, mình đặt ra những là quy luật, những cái luật lệ này kia đó, thì cái đó, tất cả những cái đó đều là tục đế. Cũng như trong Phật pháp á, có những cái là Đức Phật ngài nói thẳng vào chân đế, nhưng mà có những cái đó thì cũng là tục đế. Ví dụ như là một cái mà thuộc về cái giới luật hay là thiền định, nhưng mà không phải là chánh định, chưa phải là chánh định, mà chỉ là định, như là định sơ thiền gì thiền đó, thì những cái đó đều là tục đế, người mình đặt ra. Chứ còn cái tâm thì cái tâm nó như vậy là như vậy, giống như kia là như kia. Rồi mình đặt cái tâm như vậy là sơ thiền, đặt tâm như kia là gì thiền, thì đó là mình đặt ra. Cho nên từ cái chỗ nhầm lẫn đó mà khi Đức Phật ngài khi ngài Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì tâm của ngài lúc đó có thể là nó từ thô qua tế, rồi sau đó thì Anuruddha đó thì theo dõi thì nói lúc này là Đức Phật thơ thiền, lúc này là Đức Phật nhị thiền, thì đó là ông là tục đế hóa những cái trạng thái mà Đức Phật đang trải qua. Chứ cũng lúc đó là Đức Phật mà nhập như thơ thiền nhị thiền làm gì nhập thơ thiền thơ thiền để làm cái gì nữa. Cho nên đó, cái đó từ cái chỗ đó mà nó sinh ra rất nhiều cái nhầm lẫn. Thì nói chung đó là chân đế là pháp tánh tướng thể dùng như nó là đó. Còn cái mà mình đặt ra cái tánh tướng thể dùng theo ý mình á, thì cái đó nó trở thành ra là tục đế. À, vậy thôi. Thí dụ như mình ở đây thì mình thấy xung quanh vậy thôi, chứ đâu có sao đó. Nhưng mình sống mình không biết đâu là hướng đông, đâu hướng tây cả, thì cũng đâu có sao. À, ví dụ như mình sống là mình cứ thấy cái chỗ này mặt trời mọc thì thấy mặt trời mọc, lúc nó mọc ở đây thì nó mọc ở đây, lúc mọc ở kia, mọc ở kia vậy thôi. Cho mình cũng đâu có biết, đâu cần định ra đó là hướng đông hướng tây gì đó. Nhưng mà khi người ta quy định ở đó hướng mặt trời mọc là hướng đông, mặt trời lặn là hướng tây, thì đó là người ta đặt ra, thì cái đó nó gọi là tục đế. Còn cái chuyện mặt trời thì nó không biết hướng đông là hướng tây đâu hết trơn, nó cứ
cái đất nó quay rồi bên nó thấy này, thấy cái mặt trời vậy thôi, mặt trời nó đứng chỗ cho nó đâu có đi đâu. Mình quay mà mình lại tưởng là mình đứng một chỗ, còn mặt trời á là đứng một chỗ thì mình lại tưởng nó quay đó. Cho nên nhiều khi qua cái mà mình qua cái tướng ảo của mình á, mình lại định ra một cái khái niệm, mà cái khái niệm đó nhiều khi nó lại càng làm đánh mất cái tính chất thực của pháp. Thế nên cái người mà hồi nãy thầy có nói đó, cái người mà giác ngộ đó là phải thấy đâu là thực đế, đâu là chân đế để mà phân biệt rõ. Còn đa phần đó là khi mình sống trong thế gian đó, là cứ gán cho tất cả chân đế thành tục đế hết, biến tất cả chân đế thành tục đế hết, cho mình không có trả cái pháp đó là đúng cho cái pháp đó là, cái pháp đó như thế nào thì nó là như vậy thôi, chứ không có tục đế chân đế gì hết. Nhưng mà khi mà nó như nó là thì mình gọi là chân đế, còn khi mà mình cho là đó thì tưởng là cho là thì cái lúc đó là tục đế đó, đã khái là vậy thôi. Dạ phần này có hai ý ạ. Con xin đọc ý thứ nhất. Thưa thầy, có vẻ đẹp gì ở thiền không? Sao thầy bảo khi xúc chạm sự đời, tâm không sầu không động mà thầy có thể cười được ạ? Cười là khác, mà không động không sao, là không động cũng có nghĩa là đứng ngồi im ra, cũng phải là không động như vậy. Không động là cái tâm không động thôi, chứ còn vẫn đi đứng nằm ngồi vẫn cười vẫn nói vẫn đi mọi thứ như thường chứ đâu cần, chứ không phải là không động tức là cái người im ra đó, không phải vậy. Mình nói là tâm không động không sâu, chứ không phải là tất cả đều không động. Không động làm sao mình nói? Mình nói là phải động chứ. Nhưng mà cái người mà cái tâm họ không có gì buồn phiền, không có gì này kia, thì cái người đó luôn là hoan hỷ, thì đó là từ bi hỷ xã. Thì cái biểu hiện của tâm từ, biểu hiện của tâm bi, biểu hiện của tâm hỷ, biểu hiện của tâm xã, thì đó là chỉ là cái biểu hiện của cái tâm thôi. Nhưng mà trí tuệ với từ bi hỷ xã thì nó vẫn không động, bởi vì cái đó là nó thuộc về tự tánh mà nó biểu hiện ra thôi. Còn cái động á là cái mà mình chú ý. Thí dụ như thế này, ai làm cái gì sai cái mình cười chế nhạo họ thì cái cười đó là động á, cái cười đó là động đó. Thì tức là cái cười mà có cái chú ý của mình bên trong đó để làm gì đó. Còn cái cười mà cái tâm do nó hoan hỷ tự nhiên cười thì nó lại khác. Cho nên không động cũng có nghĩa là ngồi im ra. Dạ ý thứ hai ạ. Con không thấy có động lực gì trong công việc, học tập khi không có ước mơ. Vậy mình có thể vừa thiền và vừa ước mơ được không ạ? Vừa thiền và vừa ước mơ ạ. Thiền là ước mơ rồi chứ gì nữa. Thật ra là không có thiền gì cả. Cái từ mà Vipassana đó, trong đó nó chẳng có chữ gì thiền trong đó hết đó. Chữ Vipassana nghĩa là thấy rõ. Thế thôi. Passana là passati. Vi là rõ ràng. Thấy rõ, biết rõ. Người gọi là. Thế bây giờ mình ăn cơm thì mình biết thấy rõ, biết rõ. Uống nước biết thấy rõ, biết rõ. Đi thấy rõ, biết rõ vậy thôi. Thì cái thiền gì đâu, thiền là mình gán vô thêm chữ thiền vô cho nó oai vậy thôi. Chứ đừng có gì thiền đó. Nhưng mà khi mình cố ý thiền á thì nó đã sai rồi. Vì khi mình cố ý thiền á là mình đã có một cái động lực gì đó, muốn được cái gì đó là sai rồi. Bên này chỉ thấy thôi. Đó. Bây giờ thầy đưa tay thì tự nhiên thấy thôi chứ đâu có thiền gì.
Mà khi thầy đưa tay cái này tự nhiên thấy đó, cái đó mới là thiền đó. Đó. Nhưng mà sau đó nó nói tại sao lại đưa tay? Cái tay gì mà xấu vậy? Thì lúc đó nó là cái lúc đó là xen vô cái nhận thức chủ quan của mình, cái tình cảm mới là cái nhận thức gì đó chủ quan của mình, thì lúc đó nó mới sai. Chứ còn đưa lên cái thấy là hoàn toàn chính xác, không có sai gì hết. Cái thấy, cái nghe, cái người, cái nếm, cái xúc chạm, cái biết cũng không có gì sai hết. Nếu như là nó thấy như thực thấy, hoặc là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết, thì là không sao hết. Nhưng mà mình khi mà mình có khởi lên một cái tâm mà phán đoán, phê phán hay là chủ quan, mà thầy nói là tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là đó, là lúc đó nó bắt đầu là mình bắt đầu tạo tác và mình chịu ảnh hưởng cái mà tâm khởi lên đó. Thế mình khởi lên cái gì đó, là nó sẽ chịu ảnh hưởng cái đó. Ví dụ như bây giờ mình đứng bên cái bức tường thì không sao hết, nhưng bây giờ mình xô vô bức tường, mình cố đẩy vô bức tường, thì tự nhiên mình chịu một cái phản lực. Mình đẩy bao nhiêu thì cái phản lực nó sẽ bấy nhiêu. Cái bức tường thì nó không làm gì hết, nó vẫn đứng đó thôi, chứ nó không làm gì cả. Nhưng mà nếu mình đứng đến bức tường thì cũng không có chuyện gì cả. Mình đánh vô một cái bức tường một cái, mình nội tức mình đánh vô bức tường cái thì tại mình đau đó, đánh mình chừng nào tại đau chừng đó đó. Đó. Thì cho nên á, cái pháp á, tự nhiên á, thì nó không có hài, không có lời, không có gì cả. Nó có cái tánh tướng thể dụng của nó, nhưng mà khi mình chủ quan, mình tạo tác một cái gì đó thì liền là mình chịu cái hậu quả của cái chủ quan tạo tác đó của mình. Kêu nhận là vậy đó, đó là luật nhân quả nghiệp báo. Dạ, kính gửi thầy, con sinh ra trong một gia đình mà theo con là đầy rẫy sự mâu thuẫn nội tâm trong mỗi người. Tự bản thân con cũng rất hay tự phủ định bản thân. Con hiểu được mâu thuẫn là điều kiện để mình hiểu ra lẽ thật. Tuy nhiên, khi mâu thuẫn xảy ra, con lại thấy sợ và không biết nên làm thế nào cho đúng. Vì vậy, con chỉ chọn một cách phản ứng là lúc đó con thấy đó là điều kiện cần thiết, nhưng con vẫn sợ những người con yêu quý bị tổn thương vì quyết định của con. Con xin hỏi thầy, con nên ứng xử thế nào cho đúng ạ? Con xin cảm ơn thầy. Khi mình đặt nặng cái vấn đề đó thì nó trở thành ra là đặt nặng cái mối quan hệ rồi. Mà đặt nặng mối quan hệ đó thì tự nhiên mình lại mình chịu cái hiệu ứng của cái thái độ của mình đó. Chứ còn nếu mà mình chánh niệm tỉnh giác hay là mình sáng suốt định tĩnh thì không có vấn đề gì cả, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi mình khởi lên một cái ý muốn nào đó, một sự hoàn hảo nào đó, một sự cầu toàn nào đó, cho nên ấy, nó khác đi thì nó tạo thành mâu thuẫn. Chứ thật ra nếu một người hoàn toàn bình thản thì thấy mâu thuẫn cũng là bình thường. Mâu thuẫn là chuyện bình thường thôi. Bởi vì mỗi người đang ở trong một cái điều kiện khác nhau. Thí dụ như thế này đi. Đơn giản thôi. Giả sử như thầy với một vị sư khác vô ở trong cái phòng, một khách sạn chẳng hạn, vô ở trong cái khách sạn. Bây giờ thầy thì không chịu lạnh được, cho nên là mỡ lạnh thì cũng được, mà cái vị kia đó thích cái đồ lạnh cao hơn, là mâu thuẫn nữa.
Nhưng mà nếu mình hiểu, mình hiểu biết á, thì mình nói à thôi, vì kia thích lạnh thì cứ để lạnh, còn mình nếu lạnh lạnh quá thì mình mặc áo thêm, mình đắp mền thì thôi, đâu không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà mình mà muốn theo ý mình á, thì lúc đó nó sẽ tạo ra mâu thuẫn. Chứ thực ra nó chẳng có gì mâu thuẫn hết á. Trong thiên nhiên không có bao giờ có mâu thuẫn. Trong thiên nhiên không bao giờ có mâu thuẫn, không có bao giờ cái pháp này trở ngại pháp kia. Không có cái pháp nào mà ngại pháp nào hết á. Mà nhưng mà trong cái tâm ý của con người đó thì luôn là vì do muốn theo ý mình cho nên cứ muốn là trợ ngài, mà chưa chắc cái ý muốn của mình là đúng, tại vì ý muốn của mình là nó trụ quan theo mình thôi, còn cái ý muốn của người khác cũng trụ quan theo người khác cũng đúng luôn chứ không phải là mình đúng. Nên á, người ta nói là một người cố chấp là bởi vì không biết rằng tất cả mọi vấn đề mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau. Nếu mình hiểu rằng là mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau thì mình sẽ tôn trọng cái cách nhìn của mỗi người đó. Cho mình không có bắt mọi người phải theo mình cứ cố chấp là mình đúng đó. Tức là mình không hiểu vấn đề đó. Tại sao mà thầy giống như Phật tử hồi nãy nói đó, nhiều người nói rằng là thầy giảng cái gì ấy, nói toàn lão tự cộng tự thiên chúa rồi nói tùm lum tùm la tùm bày tùm bà, không có nói cái tiếng Pali nào hết trơn. nhưng mà thầy là thầy nói là không phải là Phật và Chúa mà một đứa con nít nói đúng là cũng vẫn đúng như thường. Thầy học từ đứa con nít chứ không phải là phải học, phải đi tìm một vị thầy một vị đài mới học, mà đứa con nít nói đúng cũng mình cũng học đó. Nhìn thấy cái sai của một người cũng là bài học để mình học, mình điều chỉnh mình. Tất cả mọi thứ đều là bài học hết á. Chứ sao mà mình từ chối cái này cái kia được. Bất kỳ, thầy nói rằng là bất kỳ ai nói đúng sự thật thì đó là Phật nói. Bất kỳ câu nói nào mà đúng sự thật thì đó là Phật nói. Bởi vì Phật là gì? Phật là người thấy sự thật. Mà bây giờ ai thấy đúng sự thật thì cái câu nói đó vẫn là câu nói của Phật như thường, chẳng phải là Phật chỉ nói những cái câu mà trong kinh điển nói đâu. Câu gì đúng là đều Phật nói hết á. Mà câu mình phải rõ ràng là cái nào sai là sai, mà cái nào đúng là đúng đó. Không phải là thầy theo cái tông phái này thì thầy cứ cho là cái gì của tông phái này cũng đúng. Thầy thấy vô số cái sai của tông phái này, chứ không có nói sai là sai mà đúng là đúng. Cho nên thầy mới khuyên mọi người là đừng có theo tôn giáo nào cả, đừng có theo tông phái nào cả, mình chỉ theo là theo cái khai thị giác ngộ của các bậc giác ngộ thôi. Đó. Đức Phật ngài chỉ ra sự thật, tại sao mình không học sự thật đó, tại sao mình không thấy sự thật đó? Cái quan trọng là mình thấy cái sự thật mà các vị đó khai thị cho mình. Và cái chân lý đó thì không phải là một chuyện cực kỳ cao siêu, mà chân lý là một chuyện rất bình thường. Chân lý là chuyện rất bình thường, chứ đừng có nghĩ chân lý là chuyện gì quá cao siêu. Mình cứ nghĩ rằng ô cái gì chân lý, còn những cái bình thường đây là không có cái gì chân lý hết trơn á. Không phải. Chân lý là tất cả sự thật. Đó. Nhưng mà Đức Phật ngài đầu tiên là phải thấy ra tất cả sự thật, rồi sau đó mới thấy là sự thật nào thì đưa đến phiền não khổ đau, sự thật nào thì đưa đến chấm dứt phiền não khổ đau. Đó là cái thấy rốt ráo nhất là xong. Chẳng có chuyện gì mà sai xuôi hết trơn á, rất bình thường đó. Cho nên á, cuối cùng thầy nói rất đơn giản là tu là không có tu gì cả, đừng có tu gì hết, chỉ có là soi sáng quan sát lại mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi, đơn giản là vậy thôi. Mà cái đó ai cũng biết, ai cũng làm được,
Ai biết soi sáng lại mình thì tự điều chỉnh nhận thức và hành vi đó. Chứ mình cứ sai hoài rồi mình không biết rồi mình cứ sai hoài đó. Có nhiều người cứ sai hoài cả đời đó. Tại sao? Là bởi vì họ không soi sáng lại để thấy là cái điều đó hại mình, hại người như thế nào. Chứ soi sáng lại là tự nhiên biết đấy. Biết thì tự nhiên điều chỉnh ngay vậy thôi. Mà cái điều chỉnh đó là đạo, là chân lý, chứ không phải là chuyện cao siêu. Tức là ngay trong cái hiện tại này mà mình điều chỉnh được cái mà nhận thức sai mà mình trở lại nhận thức đúng thì ngay đó là niết bàn. Còn nhận thức sai, hành động sai thì ngay đó là sinh tử. Đó vậy thôi. Cái đó là phiền nặng khổ đau, là địa ngục, là đủ thứ. Cái này. Giờ còn ai hỏi? Tại sao mà mình phải thấy chân đế? Là tại vì hết trên tục đế là luôn luôn có mâu thuẫn và tranh cãi. Còn nếu chân đế thì không có gì để tranh cãi cả. Chân đế là sự thật. Nghiệm nhiên vậy thôi, gọi gì là để tranh cãi. Nhưng mà qua cái gọi tên đó là cãi nhau. Cho nên thầy có một cái ví dụ mà thầy nói là hiệu ứng của mì của sắn. Hiệu ứng của mì của sắn. Hai cái người thanh niên đó, một người thì ở miền Nam, một người thì ở miền Trung, đi ra ngoài miền Bắc đó, học đại học. Bữa sáng á, hai người bạn với nhau mấy bữa sáng nói mình đi ra ngoài kiếm cái gì ăn sáng. Thì người thì nói là tôi không có tiền nhiều, tôi người miền Nam á, tôi không có tiền nhiều, tôi mua cụ mì ăn. Còn người miền Trung á thì nói thì anh mua cụ mì thì anh mua, tôi mua cụ sáng. Cái hai người ra mua thì tới cái chỗ đó có cái bà bán cái cụ đó thì người nào cũng mua. Hai người cãi nhau, ủa sao anh nói anh mua cụ sắn mà anh lại đi mua cụ mì. Anh kia là nói, anh nói anh mua cụ mì sao bây giờ anh lại đi mua cụ sắn. Mà cãi nhau làm chi vậy? Cái cụ đó cũng là cụ đó thôi chứ đâu. Còn cụ mì cụ sắn là trường người ta đặt ra là đâu có quan trọng. Mà hai người khi mà ăn cái cụ đó thì nó ra làm sao, nó cứng hay nó mềm hay là nó ngon hay nó chợ gì đó thì ai cũng thấy giống nhau. Trên cái chân đế thì người ta thấy giống nhau, nhưng mà tự nhiên gọi hai cái tên khác nhau cái ngồi cãi nhau. Thành ra cãi nhau trên từ ngữ là cái chuyện buồn cười nhất, là chuyện ấu trĩ nhất. Tại sao không thấy cái thật mà lại cứ nói trên ngôn ngữ là sao? Ngôn ngữ chỉ là cái tục đế thôi. Cho nên tại sao thầy lại nhấn mạnh đến cái trường là phải thấy ra chân đế. Còn có người mình sống ở giữa đời đó, là cứ muốn là tục đế cho tốt rồi. Đó là một sai lầm. Hầu hết các tổ chức đều muốn là tục đế tốt hết. Nhưng mà càng muốn tục đế tốt đó, thì chín người mười ý. Cho nên là muốn tốt chừng nào đó, thì càng là càng mâu thuẫn, càng xáo trộn cho nó. Đúng không? Đó. Nhưng mà nếu người nào cũng chỉ thấy trên chân đế thôi á, thì không có chuyện gì để tranh cãi cả. Mẹ còn tranh cãi, chúng ta chưa thấy chân đế. Còn cố chấp thì là chưa thấy chân đế. Cho nên thầy mới nói là trong cái cuốn mà thực tại hiện tiền á, thầy có nói một câu nói mà câu đó thầy vẫn giữ cái câu đó chứ không có thay đổi. Đó là ai còn cố chấp tông phái hay là tôn giáo thì người đó chắc chắn là chưa thấy được sự thật. Bởi vì thấy được sự thật rồi á thì không còn tranh cãi cái chuyện tôn giáo này hay tôn giáo kia, tông phái này hay tông phái nọ gì nữa cả. Còn cái người mà cứ chắc rằng là tông phái mình mới là đúng, còn tông phái kia không đúng, là người đó chắc chắn là chưa thấy gì hết. Chỉ nói trên chữ bịa chơi thôi. Chứ thực tế là chưa thấy gì hết. Bởi vì thấy rồi á, thì chân lý là một,
không có cái thứ hai. Đó. Chân đế là không bao giờ có cái kiểu mà hai cái chân đế khác nhau. Nhưng mà ví dụ như cái chân đế là cái cụ mì, cái cụ đó là chân đế. Nhưng mà nói là cụ mì đó là tục đế, nói cụ sắn đó là tục đế. Còn cái cụ đó mình thực sự là thấy nghe ngửi nếm xúc chạm như thực á, thì lúc đó gọi là tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh tức là mình ngửi nghe xúc chạm đúng như thực. Đúng như thực tức là đúng với chân đế. Còn mình cứ tranh cãi nhau là cụ mì cụ sắn á, thì tranh cãi hoài không bao giờ thắng, không ai thắng hết. Dạ kính thưa sư ông, con xin đặt câu hỏi ạ. Dạ khi nãy sư ông có nói là tốt nhất là không nên theo tôn giáo nào, với lại nghe theo những cái lời dạy của những bậc giác ngộ á, thì cái điều này á nó đặt ra hai vấn đề ạ. Là thứ nhất là như con tiếp xúc á, thì có những người họ cho là họ không theo tôn giáo nào, nhưng mà ngay trong cái từ không theo tôn giáo nào đấy, thì họ cũng bị giống như là cố chấp vào một cái nhận thức luận, hoặc là một cái cách nghĩ triết học, hoặc là một cái xu hướng nào đó. Thì con cảm thấy là những người đó họ, cái cách hành xử và cái cách suy nghĩ nó cũng bảo thủ, cũng không kém gì tôn giáo à. Thứ hai nữa đấy là nếu mà mình ví dụ như là mình nói là mình nghe lời dạy của các bậc giác ngộ rồi làm theo á, thì nếu mà có một người nào đó họ gom một vài bậc giác ngộ vào, họ nói là giờ mình chỉ tin những vị này thôi chứ còn không tin những vị khác á, thì nếu như vậy thì liệu cái việc không theo tôn giáo nó có thật sự tốt hơn là theo tôn giáo không ạ? Dạ thưa xong bằng xin hết câu hỏi ạ. Thực ra đó, cái ý của thầy mà nói là không theo tôn giáo nào á là không phải là không vô tôn giáo, mà là cái tôn giáo mà thật sự đó, cái tôn giáo thật sự đó chính là cuộc sống. Cái tôn giáo cao nhất trên cuộc đời này chính là cuộc sống này, chứ không phải là tôn giáo nào cả. Còn á, cái tôn giáo này là cái nhìn của cái tôn giáo này trên sự thật đó, cái nhìn của tôn giáo kia trên sự thật đó. Do đó đó mình không có lệ thuộc vào cái nhìn của ai cả, mà mình phải thực nhận cái sự thật thôi. Chứ thầy là như vậy, chẳng phải là không theo. Bây giờ Phật cái nào Phật nói hay thì mình theo, mà không phải vì nói hay mà theo, mà nói đúng sự thật mình thấy đó. Cho nên có nhiều người mà ban đầu không nghe thầy, nhưng mà sau nghe thầy là thấy đúng, cho nên bây giờ nghe thôi, nó đúng cái sự thật mà họ thấy. Chứ không phải là đúng theo cái tôn giáo nào, mà là đúng theo cái thật của mình thực sự trải nghiệm đó. Cho nên đó, ý thầy là muốn nói là mình trải nghiệm chiêm nghiệm để thấy sự thật đó. Và mình sẵn sàng học Đức Phật, mình học Đức Chúa, mình học bất kỳ ai đó mình. Cho nên hồi xưa là người ta có cái hay đó, khi người đó họ học đạo đó, họ đi thăm đó, họ tới vị thầy đó họ tham vấn, có thể họ tới ông cha họ tham vấn, có thể tới một cái người khác tham vấn, thì họ tham vấn là để họ xem có sự là vị này chỉ ra sự thật như thế nào, vị kia chỉ ra sự thật như thế nào. Nhưng đến khi mà họ đã thấy sự thật rồi đó, thì thực sự là không còn theo tôn giáo nào nữa. Bây giờ thầy nói thật là mặc dù thầy là trên tục đế đó, thì thầy vẫn là nhập gia tùy tục, tức là thầy vẫn ở là tông phái này tông phái kia, đó là chuyện trên đời nó phải là như vậy rồi. Ví dụ như mình ở nước Việt Nam thì phải là có passport Việt Nam, mà mình ở Pháp thì phải có passport của Pháp, cái đó là cái tục đế đó. Bây giờ mình có chân đế đi nữa thì cũng phải vậy thôi. Nhưng mà trên thực tế đó, trên thực tế cái thật đó, thì thầy không có căn cứ trên tông phái gì nữa cả, mà là chỉ căn cứ trên cái thật thôi. Cho nên thầy mới có một bài kệ, thầy nói là bỏ tông về lại chính mình, bỏ dòng bỏ phái bỏ kinh ngôn từ, ngay đây thấy pháp vốn như tuyệt không sợ đắc, vô dư nhất bàn. Nói như vậy cũng có nghĩa là mình khinh thường cái tôn giáo này, mình khinh thường tông phái kia, mình tôn trọng tất cả mọi cái tín ngưỡng hay là cái niềm tin của mọi người, nhưng cái đó là cái quyền tự do của họ. Còn mình á,
chân lý chính là đời, chính là đời sống này, chẳng phải là cái gì khác. Đức Chúa ngài cũng nói về cái chữ ta mà Đức Chúa nói không phải là ngài chị ngài, mà ta là ngài chị chân lý. Cho nên ngài nói là ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chắc bởi ta thường ai không ai đến được cùng cha. Thì câu đó có nghĩa rằng là nếu mà người nào mà không nhận thức ra được chính cái bản thân của cái lẽ thật và sự sống, cái lẽ thật và sự sống đó mỗi người đó chính là đạo, là đường, là con đường. Cho nên con đường chính là mỗi người tự trải nghiệm chính mình, chứ không phải con đường là mình học ai cả. Đến khi ngài xả đời Phật á, ngài giác ngộ một cái, ngài nói bây giờ tôi không có tiền ai nữa, không cần bất kỳ cái gì nữa. Thì có người mới nói, bạch với Đức Phật nói, bây giờ ông đó, ông xả đời Phật bây giờ ông ngạ mạn quá, nói ông không tin ai nữa. Đức Phật ngài nói không phải, đó là bậc giác ngộ, người ta không còn tin gì nữa, người ta cũng không còn tin ai nữa, mà vì là người ta đã sống trong cái thực rồi, cho nên người ta không cần phải tin vào bất kỳ ai. Đó, không lệ thuộc vào bất kỳ một cái quan niệm, một cái tôn giáo, một cái gì. Mà bây giờ thật ra cái tôn giáo đó mà nghĩa đúng đó, là sự thật, đúng vậy, là như thế, là chân lý, là sự thật. Nghĩa đúng của tôn giáo là như vậy, chứ không phải là một cái gì cao siêu mà mình phải hướng đến, mà làm phải giác ngộ ra sự thật. Đó, thì bây giờ nếu một cái người mà đã trở về với chính mình, sống tròn vẹn, trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy sự thật á, thì người đó bây giờ nhìn đâu thấy sự thật thì theo, mà cái nào không thật là không theo. Nhưng mà trong tục đế đó thì phải nhập gia tu. Ví dụ như thầy ở trong tháng này thì thầy phải mặc y, thầy phải đi bát, thầy phải lấy kia là cái đó là nhập gia tu. Thì cũng phải chấp nhận chân tục đế, nhưng mà chân đế là mình phải giác ngộ sự thật thôi. Nhưng mà khi người giác ngộ sự thật rồi á, thì lúc đó không còn chấp trước là mình là tông phái nào, cái tôn giáo nào nữa, mà chỉ có cái tôn giáo cao nhất chính là sự thật. Mà sự thật thì nó là hiển nhiên, sự thật là nó là bao trùm khắp nơi, chẳng phải là sự thật nó của riêng ai, hay là sự thật là chỉ có một góc nào đó mới thấy, không phải vậy. Mà sự thật là ở khắp nơi, sự thật tràn ngập ở trong chính mình, chỉ có tròn vẹn cảm nhận lại mình thì là thấy là sự thật thôi. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài nói mình phải tinh tấn chánh niệm trực giác, tức là trở về tròn vẹn rõ biết cái đang làm. Thì cái đang làm đó chính là đạo, chứ không phải là đó, ta là đường đi lại thật và sự thật. Tức là cái chân lý đó nó nằm ở trong chính cái sự thật và sự sống, và đó chính là đạo, đường đi đó là đạo, chứ không phải là cái gì khác. Và Đức Phật á, tất cả chân lý đều nằm, Đức Phật ngài nói là người nào mà thông suốt được cái xứ giới và uất thì người đó thông suốt pháp của Như Lai. Mà xứ là gì? Xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó là xứ. Và giới á, tức là năm căn tiếp xúc với năm trần phát sinh ra cái nhãn thức, vị thức, trí thức, trực thức, thân thức, ý thức, thành ra 18. Nếu mà ai thông suốt, tức là trải nghiệm, chiêm nghiệm, soi sáng được cái 12 xứ này, 18 giới này, và thấy được luôn cả cái mà sinh khởi tạo ra phiền não khổ đau, đó là ngũ uẩn. Nếu mà chỉ là tôi nói là chân giác vô công, căn trần hạ tội, tức là giác ngộ không có công lao gì cả, cái tánh biết nó thấy pháp rồi nó giác ngộ chứ đâu có công lao gì của ai đâu. Cho nên chân giác vô công, mà căn trần không có tội, sáu căn với sáu trần là 12 xứ đó, nó không có tội gì cả, không có xứ nào có tội cả. Mắt không có tội, sắc không có tội, tai không có tội, âm thanh không có tội. Đó. Rồi bây giờ khi có tiếp xúc thì đương nhiên là có
thêm 6 cái nữa, đó là nhận thức, nhị thức, thị thức, hiệp thức, thân thức, ý thức. Mà nếu chị là trong thấy, chị thấy trong nghe, chị nghe như vậy thôi á, thì vẫn không có phiền não khổ đau gì cả. Nhưng bây giờ nó khởi sinh lên ngũ uẩn, tức là trong cái xúc đó đó, nhưng mà sinh ra thọ, sinh ra tưởng, sinh ra hành, sinh ra thức, sinh ra ngũ uẩn như vậy á, thì mới là tạo ra vui khổ, được mất hơn thua thành bại đủ thứ, là do cái ngũ uẩn đó mà ra. Bây giờ cái người giác ngộ đó, cái người mà hành tu hành á, không phải là tu hành đâu trên đời, mà tu hành là thấy ra mắt tai mũi lưỡi thân ý, thấy ra sắc thân hương vị xúc pháp, thấy ra tiếp xúc giữa hai cái điều này và có khởi lên thọ tượng hình thức hay không, hay là khi khởi lên thọ tượng hình thức thì mình thấy rõ thọ tượng hình thức như thế nào, đưa đến nó là thiền hay bất thiền, hay là nó là giải thoát giác ngộ, thì mình đều thấy rõ. Thì đó, chỉ có chừng đó thôi là hết đạo Phật đó. Nếu mà người nào mà chỉ thấy rõ chừng đó thôi á, là hết rồi, chẳng không có thêm gì hết đấy, không cần thêm bất kỳ một từ nào nữa. Mà thực ra cái mà thực đó đó, nó cũng có danh từ gì cả, tại mình đặt là mắt thôi. Cái lúc mà mình chưa có nói đặt ra là mắt, chưa đặt ra là sắc á, thì người ta vẫn thấy, người ta vẫn nghe, phải không? À, cho nên khi mình đặt ra nói là 12 xứ 18 giới, đó là mình cũng vẫn đặt ra vẫn thành cái khái niệm để mà truyền đạt thôi. Thì trên thực tế đấy, tự nhiên mắt còn thấy, tự nhiên tai còn nghe. Cho nên cái tất cả chân lý đều nằm ở đó. Ai biết soi sáng lại cái 12 xứ, ai biết soi sáng lại 18 giới, ai biết soi sáng lại cái ngũ uẩn, để mà xả ly tham đoạn diệt cái ngũ uẩn đó đi, thì liền là trở về niết bàn. Chẳng bao giờ rồi, hết giờ. Y đằng nô nhan tì nàng hô tu su khi ta hô tu nhà ta yô nô nhan tì nàng hô tu su khi ta hô tu nhà ta yô Yang Sukita Untunya Tayom Idang Vatame Punyam Savakaya Vatame.